Tao cập nhật luôn cái thằng bấm số luôn. Mày ơi,
nhảy mà không biết gì hết trơn á. Nhảy mà tụi mày tao cũng làm đầu luôn, cho tao đâu có tâm tay đầu sáu tay không, không dồn ra bây giờ mày chửi tao. Trời ơi, ba cái tóc rồi còn khùng. Mày không dồn nhân viên tao, mày má tao nữa thì không. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Dồn xuống tiếp dùng. Mất luôn nhân loại. Đó là mất tức thiệt. Tao mà mọc thêm hai cái tay nữa tao không nhận mày. Đông yếu chưa mày đợi. Ví dụ như nửa ngày nữa nó hiện lên. Chị ơi. Gì? Chị là chủ đó, chị nói chuyện nhỏ nhẹ giùm em. Em thích những người lớn tiếng đâu. Tao lo nó bự cho tao đó, tiếng mày. Cái giọng của chị á, em không thích đâu. Thích mà đồng hát là mày. Tự nhiên em thích chị lại. Chị nói thoải mái giùm em không? Đâu, thoải mái đúng không nói Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.